Chào mừng các bạn quay trở lại với Em Forex, mình là Minh. Và trong video ngày hôm nay mình có một câu chuyện thực sự mình cảm thấy khá là hay mà muốn chia sẻ với mọi người. Nó sẽ là một dạng như kiểu Q&A, tức là bạn có cái câu hỏi, một cái câu chuyện bạn muốn chia sẻ với mình, bạn hỏi xin ý kiến của mình và hỏi xin cái nhận định của mình về cái câu chuyện đó như thế nào. Và cái câu chuyện đó thì làm mình khá là thấy thú vị, bởi vì nó khá là hấp dẫn và nó khá là lôi cuốn, bởi vì nó có hai lý do. Là cái số tiền mà mọi người thua ở trong cái deal đó khá là nhiều, lên đến khoảng 150-160 nghìn đô gì đó, nó sẽ phải rơi vào khoảng đến gần 3.8-4 tỷ. Nên thực sự con số thua lỗ nó khá là nhiều. Và cái điều thứ hai nữa mà mình cảm thấy khá là hay ở trong, khá là lạ thì đúng hơn, khá là lạ ở trong câu chuyện này, đó là gì, là cái người mà các bạn đưa tiền cho thì lúc mà có những buổi Zoom hoặc những buổi mà đánh để thể hiện cho mọi người thấy cái trình độ của mình thì bạn ý luôn đạt được những kết quả rất là tốt, thậm chí có thể có mức lợi nhuận tương đối là nhiều. Nhưng đến khi mà mọi người lại đưa tiền cho bạn ý để copy trade, để lập quỹ thì bạn lại bị thua. Và không những thế, thua thì nó không có một cái văn bản nào đền bù, không có một văn bản nào cam kết, hoặc nó không có một cái điều khoản nào cho những cái nhà đầu tư là khi mà chúng ta thua thì chúng ta sẽ làm gì đó. Thì đây là cái điều mà mình cảm thấy khá là lạ. Câu chuyện bắt đầu như thế này, đó là bạn ấy nhắn tin cho mình trước, bạn nói qua về cái bạn kia, đó là bạn ấy cũng là một cái admin ở một cái group nọ, và sau đó thì cho vào group rồi cho kèo free, rồi đưa ra những cái nhận định free mà không có thu phí, không có bất cứ một cái yêu cầu nào cả. Nhưng một thời gian sau đó thì có mở cái tính năng là tính năng copy trade, và mọi người cũng có tham gia, có giao kèo là lời ăn lỗ chịu, rủi ro thì khá là cao, một là x4, hai là cháy. Lần đầu thì cháy, lần 2, lần 3 thì x3 thật, sau đó thì lại cháy liên tiếp và dừng copy luôn. Và khi cháy thì tài khoản copy tụi em cũng không có nói gì, tại cũng có giao kèo rồi. Và một thời gian sau đó, sau khi cái việc copy trade nó đã kết thúc thì sao? Thì lại kêu gọi vốn để trade tiếp, nhưng nói là sẽ rủi ro ít hơn, lời 25%, nếu có lỗ thì lỗ chỉ 50% thôi, và trade cho một tháng. Nhưng mới nửa tháng lại cháy sạch số vốn đó, chứ không phải 50%. Thì khi hỏi tại sao thì admin nói mất thì thôi, đâu có điều khoản nào nói phải đền lại. Và sau đó vẫn tiếp tục kêu copy trade, nhưng hạ mức có vốn xuống, hồi xưa là phải trên 200 đô mới được copy trade. Đó. Đây là cái điều kỳ lạ mà mình muốn nói, muốn chia sẻ với mọi người, đó là gì, là cái thắc mắc bạn ấy là em thắc mắc rất là lạ là S này khi trade thì cho tài khoản của mình thì thắng x3 x4, zoom trade trực tiếp tài khoản thật cho tụi em xem luôn, nhưng khi copy trade thì lại cháy và huy vọng số tiền cũng không nhỏ. Thì không biết là người đó là cố tình hay là do xui xẻo, thì mà không phải là một lần mà nhiều lần, nên không biết bạn này có bắt tay với sàn để cố tình đánh cháy hay là cố tình làm cái gì hay không đó. Và mong mình là sẽ giải đáp những cái thắc mắc cho bạn ý. Và đây là cái đoạn tin nhắn mà mình nghĩ là cái đỉnh điểm của cái sự vụ mà copy trade rồi mở quỹ các thứ nọ kia là ở lúc này. Đó là nếu thầy sử dụng tiền của chúng, các bạn mới chat ở trong cái nhóm ấy, nếu mà thầy sử dụng tiền của chúng em đánh thua lỗ đến 0 đồng thì thầy cũng không chịu trách nhiệm. Thì cái bạn kia bạn nói là có điều khoản nào đền đâu em, ai đền thầy mấy tuần nay bỏ công bỏ sức vào đó, ai đền thầy thức đêm thức hôm đến 20 giờ sáng chăm có cho cái tài khoản đó. Và khi mà mọi chuyện nó trở nên nó đi quá xa thì đây bạn có nói cho mình là cái người kia bảo lúc nào nó cũng nói vàng sideways, xui vô trade lúc đó nên là bị thua rồi. Lần đầu copy là 40, mấy lần sau giảm dần, thêm lần này chắc cũng cháy gần 100 nghìn, thì tổng cộng khoảng 140-150 nghìn đô đó. Mình thấy thực sự đây là con số khá là lớn. Vậy thì qua câu chuyện này chúng ta sẽ thấy có những cái vấn đề như sau, là thứ nhất là nói về copy trade, thứ hai mình sẽ nói về là mở cái quỹ, và thứ ba là nói về những cái người mà vận hành những cái việc copy trade và những người mở những cái quỹ đó. Thì chúng ta sẽ đi lần lượt qua những cái điều đó, nhưng lần này chúng ta sẽ nói từ dưới lên, tức là chúng ta nói về khía cạnh con người trước khi chúng ta nói về những cái khía cạnh khác. Đó là gì, là tất cả những cái thông tin này mình dựa trên thông tin cá nhân của mình, chứ mình không có quy chụp và mình không có nhận định về cái nhóm kia và nhận định về cái bạn kia. Và cái về mặt con người là cái điều đầu tiên chúng ta sẽ có thể thấy được, đó là gì, là
chúng ta sẽ có rất nhiều người, chúng ta có thể có những người người ta chơi rất là hay, chơi rất là giỏi, chúng ta đánh vàng được, chúng ta đánh tiền được, chúng ta đánh bitcoin, đánh bất cứ một loại gì, chúng ta đánh một mình chúng ta đánh đều được. Nhưng đến khi mà các bạn có một cái suy nghĩ, các bạn mình đánh giỏi, mình bắt đầu mở dịch vụ, mình nhận ủy thác, mình mở copy chơi, thì bạn sẽ thấy một câu chuyện nó khác hoàn toàn. Và đây là câu chuyện mà mình muốn chia sẻ cho tất cả mọi người biết trước khi mọi người có ý định mọi người mở cái dịch vụ copy chơi hoặc mọi người đi copy chơi của người khác, thì nó sẽ phải hiểu được về hai phía. Với những cái người mà tài khoản master hay còn gọi là tài khoản cho người khác đi copy, mình đồng ý là có thể các bạn khi các bạn đánh, các bạn đánh rất là hay, đánh rất là tốt. Nhưng một khi các bạn có rất nhiều người follow, các bạn 100 người, 1.000 người, 2.000 người giống như mình, thì câu chuyện đó sẽ là câu chuyện khác. Bạn phải thực sự đẳng cấp và bạn phải thực sự là có kinh nghiệm và phải có một cái tâm lý nó rất là tốt. Bởi vì nếu như mình là một người có 3.000, 4.000 người follow theo mình, thì nếu một lệnh mình thắng thì ok, mọi người sẽ đều rất là vui, bởi tất cả chúng ta đều có like, đúng không ạ? Nhưng khi một cái lệnh đó của mình chỉ thua thôi, thì mình sẽ thấy một sự cảm thấy khá là căng thẳng. Vậy mọi người sẽ bảo là cái lệnh đó tại sao lại đánh ở đây, tại sao lại mua vàng ở kia, tại sao lại sell EU ở đây, tại sao lại như thế nào, tại sao như thế kia. Lúc đó vô hình chung cái áp lực tâm lý các bạn sẽ đè nặng lên vai các bạn rất là nhiều, rất là nhiều. Thế nên là tâm lý không tốt thì dẫn đến kết quả giao dịch các bạn sẽ không tốt. Và khi các bạn mới chỉ có một cái kinh nghiệm cá nhân giao dịch nhỏ lẻ cho một cái thị trường cá nhân, hay còn gọi những cái nhà giao dịch đơn thuần, thì bạn sẽ thấy mọi chuyện nó khá là dễ. Bạn đánh thắng thì bạn thắng, còn nếu bạn thua thì thua, thì đấy là tiền của bạn. Bạn thua thì nó sẽ không vấn đề gì cả. Nhưng với khía cạnh là đến 2.000, 3.000 người follow sau theo các bạn, rất nhiều người trong số đó họ có thể là họ sẽ đi vay tiền ở người nọ người kia, có thể họ lấy toàn bộ những cái tiền mà tích góp của họ để đi copy, có thể họ sẽ lấy lại toàn bộ những cái tiền của người thân của bạn bè ra để đi copy. Thì cái điều mà họ căng thẳng mà họ cảm thấy lo lắng là đúng, bởi vì họ không có kiến thức gì thì họ mới đi copy, họ mới đầu tư vào quỹ. Và cái người đầu tư vào quỹ đó không đem lại được cái mức lợi nhuận, cũng như không giải thích được toàn bộ những cái điều đó cho những cái nhà đầu tư, thì đấy là một sự sai lầm rất là lớn. Và trong cái câu chuyện này chúng ta sẽ thấy được là gì, là chúng ta sẽ thấy có cái giai đoạn là cái bạn kia đã có cam kết là sẽ chỉ đánh thua tối đa 50% thôi, nhưng đến lúc thua thì vẫn thua đến 100%. Thì rõ ràng như cái trường hợp này, đấy là các bạn đang vi phạm cái cam kết đó rồi. Thì tại sao chúng ta lại vi phạm cam kết đó? Tức là chúng ta vi phạm về mặt là lý rồi, còn các bạn nói những cái chuyện mà mang những cái điều khoản về tình cảm ra, ví dụ như là ai chăm sóc tài khoản đến 1-2 giờ đêm, thì rõ ràng là nếu tài khoản đấy các bạn thắng, các bạn được chia hoa hồng, chia 20-30% hoa hồng, thì cái việc các bạn thức đêm thức ngày rồi các bạn thích làm gì với cái tài khoản đó thì các bạn làm, và đến lúc các bạn chuyển tiền thì các bạn sẽ xứng đáng nhận được cái phần tiền đó. Còn nếu mà lúc thua thì các bạn thua cái phần chênh giữa cái phần 50% và cái phần tài khoản nó về âm, thì mình nghĩ là cái phần đó các bạn sẽ phải chịu trách nhiệm đó. Thì đấy là cái vấn đề đầu tiên là về con người. Trước khi bắt đầu video ngày hôm nay, mình muốn chia sẻ với mọi người thông tin về khóa học của mình sắp tới ở trong Sài Gòn vào ngày 13-14 tháng 3. Thì có một cái thông tin là mình cảm thấy khá là vui, đó là những cái khóa học lần trước có rất là nhiều bạn đã đăng ký với mình rồi, ở trong những lớp ở K1, K2, K3 ở trong Hồ Chí Minh, trong Sài Gòn. Tuy nhiên, để cái chất lượng của khóa học được ở cái mức tốt nhất thì mình đã có giới hạn là mỗi lớp mình chỉ có truyền tải cho 20 bạn học viên. Và mình nghĩ là 20 là con số phù hợp, chúng ta sẽ không nhiều quá, chúng ta sẽ không ít quá. 20 chúng ta vẫn có thể, chúng ta sẽ thể giao lưu với nhau, chúng ta có thể hỏi từng cái câu hỏi và mình có thể trả lời những câu hỏi cho riêng mỗi người. Còn nếu mà chúng ta ở những cái lớp mà 30 hoặc 40 người, con số rất là lớn, và mình sẽ không dạy những cái lớp như thế, và mình sẽ không thể nào mình chia sẻ những cái lớp như thế. Bởi vì mục đích cuối cùng của mình là gì? Mình vẫn muốn là mọi người sau khi khóa học, như những cái bạn K1, K2, K3, chúng ta đều có thể tự tin giao dịch trên thị trường, và chúng ta có thể là có được những cái nhận định chúng ta, và chúng ta không bị lừa nữa, và chúng ta không bị phụ thuộc vào bất cứ một ai nữa. Và nếu mọi người cần thêm thông tin về khóa học thì mọi người có thể liên hệ với hotline của Emforex như mọi người thấy ở trên màn hình, hoặc là vào trang truy cập vào trang web là emforex.vn để có những thông tin chi tiết hơn về khóa học, bao gồm là địa điểm học, thời gian học, nội dung học và những cái quyền lợi và những cái ưu đãi của mọi người khi mọi người tham gia khóa học này. Và một lần nữa, mình rất hy vọng là khóa học này sẽ giúp cho những người mới, những người kể cả mới tham gia thị trường không biết gì ở thời điểm hiện tại, thì sau khi chúng ta tham gia khóa học, chúng ta có những kiến thức nền tảng, chúng ta có những kiến thức cơ bản để sau này về trong tương lai chúng ta có thể nâng cấp được những cái kiến thức chúng ta nhiều hơn, và chúng ta có thể là có thể tự bước đi ở trên thị trường này. Và rất hy vọng có thể sẽ gặp được mọi người ở trong những khóa học tiếp theo của mình trong Sài Gòn, và hẹn gặp lại mọi người. Vấn đề thứ hai về con người ở đây nó sẽ xảy ra một trường hợp nữa, là không phải ở trong câu chuyện này mà trong câu chuyện khác mình biết rất nhiều câu chuyện rồi, đó là gì, là khi mà các bạn là một trader đơn lẻ và các bạn mở tính năng copy, và các bạn sẽ bắt đầu có những cái nhà đầu tư bắt đầu copy sang với bạn, thì lúc nào các bạn sẽ có một nhà đầu tư, hai nhà đầu tư, thì câu chuyện nó rất là ít, đem lại lợi nhuận rất là ít thì không nói làm gì. Nhưng một khi các bạn lại mang đến 200, 300, đến 1.000, 2.000 nhà đầu tư, một lần nữa sẽ có những cám dỗ khác đến với bạn, đó là gì, là
có thể có những cái sàn sẽ bắt đầu liên kết với bạn, nó sẽ đưa ra những offer là bạn ơi, bây giờ bạn có rất nhiều nhà đầu tư, thay vì bạn đánh có lãi cho nhà đầu tư thì họ trả cho bạn 20-30% thôi, thì bây giờ hay bạn đánh cháy toàn bộ tài khoản đấy đi, và mình với sàn sẽ chia bạn toàn bộ cái khoản tiền đó, mình sẽ chia đôi, hoặc là chia cho tài khoản master đấy là 60 và 40 đó. Thì bản thân em Forex cũng đã gặp và cũng đã chứng kiến những cái câu chuyện đó rồi, và thực sự mình là những cái người đã được gửi đến những cái offer như thế. Nhưng tất nhiên mình không làm việc kiểu như vậy, và mình không làm việc dựa trên những cái đồng tiền người khác thua lỗ đi. Mình cảm thấy khá là áy náy, mình làm tất cả những cái gì là để giúp cho mọi người thôi. Còn nếu mọi người làm cảm thấy là có những cái người ta có những cái dấu hiệu gì liên kết với sàn để đánh cháy tài khoản các bạn để chia tiền, thì những cái chuyện đó ở trên thị trường này là hoàn toàn là có, chứ không phải là không. Đấy điều mình muốn nói với các bạn. Thế nên là nếu copy số lượng đông lên khoảng vài trăm nghìn đô thì rất có thể cái lòng tham của người ta sẽ nổi lên, thay vì đánh rất là vất vả, đúng không? Đánh 2 ngày, 3 ngày, 1 tháng, 3 tháng, 4 tháng, và mỗi lúc chúng ta chỉ chia lợi nhận được 10%, 2%, lãi được khoảng vài nghìn đô. Thì thay vì thế bảo bây giờ thị trường đang có biến động xấu, đánh ngược lại toàn bộ trái phát 100.000 đô. Ví dụ được chia đơn giản là 50-50, tức là chia 50.000 đô thì hiển nhiên chỉ trong một đêm chẳng hạn. Không có cam kết gì trong văn bản, không có một cái yêu cầu gì, không có một cái bất cứ một cái gì thỏa thuận giữa hai bên về việc đền bù thì sao ạ? Thì tự nhiên bây giờ chúng ta có 50.000 đô sau một đêm thì rất nhiều người sẽ sẵn sàng đánh đổi cái đó. Đó là điều nó sẽ làm thay đổi con người rất là nhiều trong thị trường này. Tiền bạc thể làm thay đổi tất cả mọi người. Đó. Đấy là hai khía cạnh về mặt con người mà mình muốn chia sẻ với mọi người. Rất giỏi, rất tốt, nhưng đến lúc mà thua lỗ thì cũng sẽ vẫn thua lỗ thôi, đó là chuyện bình thường. Và ngay cả như mình có kinh nghiệm, và mình có trường hợp mình cũng vẫn bị thua lỗ. Nhưng thua lỗ của mình có giới hạn, mình có kiểm soát để tránh những cái trường hợp mà ảnh hưởng rất rất nhiều đến toàn bộ cái tài khoản của mình. Đó. Đấy cái sự khác biệt giữa những cái người chuyên nghiệp và những cái người mà bán chuyên hoặc những người nghiệp dư. Rồi còn câu chuyện thứ hai nữa là nói về copy trade và nói về quản lý quỹ. Đây là hai cái hình thức đầu tư đang khá là hot ở thời điểm hiện tại, bởi vì mình biết là sao? Là chúng ta bị dịch, chúng ta không có những cơ hội đầu tư khác ở thị trường bên kia, chúng ta không có kinh nghiệm thị trường này, và chúng ta chỉ muốn có được lợi nhuận ở một cái mức đơn thuần thôi. Đó. Vậy thì khi mà chúng ta không đầu tư tiền, chúng ta không đầu tư thời gian, chúng ta không tìm hiểu vào cái này, thì copy trade hay là quỹ nó sẽ đến như một phương thức cứu cánh cho mọi người. Đó là bây giờ anh chị không có thời gian đầu tư, mà anh chị có tiền nhàn rỗi thì anh chị cứ đưa em để bọn em thể đánh, trả cho anh chị mỗi tháng là khoảng 20-30% một tháng. Đấy là điều mà hoàn toàn mọi người đã có thể, mọi người sẽ thấy được, đúng không? Rồi copy trade thì là mọi người chỉ cần nạp tiền vào đây, rồi mọi người sẽ nhận được lợi nhuận hàng tháng về 5-7%. Thì mình thực sự thấy nó là những con số khá là cao ở thời điểm hiện tại. Những cái trader ở thời điểm hiện tại mình nghĩ rằng chúng ta không thể nào làm được cái việc đó. Tức là mình nói với bản thân mình là mình cũng cảm nhận mình không thể làm được cái việc đó mà có thể một cách tự tin 100% được. Cũng sẽ có lúc thắng, cũng sẽ có lúc thua, rồi có lúc ăn nhiều, lúc ăn ít, không phải lúc nào chúng ta sẽ đều chặn là ngày nào được từng đấy phần trăm, ngày nào được rất rất nhiều phần trăm như thế được. Thế nên là cái lời khuyên của mình, những cái bạn mới khi bước chân thị trường này, các bạn có bất cứ một cái lời mời nào về copy trade hoặc lời mời nào về đầu tư về quỹ, thì cái việc đầu tiên mà mình nghĩ các bạn nên làm đó là các bạn nên sử dụng cái số tiền các bạn là cái số tiền nhàn rỗi. Tức là nó không phải cái số tiền mà khi các bạn mất đi thì các bạn sẽ có thể chết ngay lập tức được, mà nó sẽ là một cái phần gì đó mất đi các bạn sẽ vẫn có thể vực lại được. Đó là cái điều mà các bạn sẽ cần phải cân nhắc. Và cái điều thứ hai, chúng ta đừng nên quá là tin người thời điểm hiện tại. Quá là tin người, bởi vì như mình đã nói ở trên, nếu là giỏi đến mấy đi chăng nữa, chúng ta sẽ vẫn có những cái sa ngã, chúng ta sẽ vẫn có những cái phút mà chúng ta sẽ yếu đuối hoặc là nó sẽ chùn chân. Thế nên là gì, chúng ta nên đầu tư ít, và chúng ta nên đầu tư ở một cái mức chúng ta có thể chấp nhận được thôi, thay vì chúng ta dàn trải, chúng ta bơm hết toàn bộ tiền chúng ta, thì chúng ta sẽ đặt ra cái mức thua lỗ cho chúng ta tương đối là nhiều, và vô hình chung chúng ta sẽ gây ra áp lực cho cái người mà cho các bạn copy, người mà đánh quỹ cho các bạn đó. Vậy thì mỗi người sẽ có một câu chuyện khác nhau và mỗi người sẽ có một suy nghĩ khác nhau. Cái điều mà mình hơn được mọi người đó là mình có thể tiếp nhận và mình có thể nghe được nhiều câu chuyện từ nhiều người, từ nhiều nguồn thông tin khác nhau. Và qua những câu chuyện đó mình muốn chắt lọc và mình muốn tìm hiểu xem là qua mỗi câu chuyện chúng ta có những cái gì chúng ta thiếu sót, chúng ta có những cái gì chúng ta cần phải cải thiện, có những cái điều gì chúng ta cảm thấy chúng ta vẫn còn khá là ngây thơ, chúng ta còn khá là mờ mịt ở trên thị trường này, thì mình sẽ đều bóc tách ra cho các bạn để các bạn biết được là trên thị trường này cơ hội có cũng nhiều, nhưng mà rủi ro nó sẽ
nhiều hơn gấp 2, gấp 3 lần so với những trường hợp đó. Vậy nên là qua những cái video của mình, qua những câu chuyện mà mình nghe được từ những cái bạn khác, thì mình xin là mọi người đầu tư thị trường này, nếu có gì không rõ thì mọi người có thể là đi hỏi những người đi trước. Còn nếu hỏi những người đi trước bạn không tìm được người nào thì có thể các bạn hãy có thể hỏi mình. Mình có thể trả lời và chia sẻ cho các bạn toàn bộ những cái ý kiến và những quan điểm của mình. Người giỏi thì tất nhiên sẽ có người giỏi hơn. Nếu các bạn có những cái người nào giỏi hơn mình, các bạn ấy cũng có thể tham vấn ý kiến người đó. Tất nhiên càng nhiều ý kiến, càng nhiều quan điểm sẽ làm cho quyết định các bạn sẽ trở nên sáng suốt hơn. Và qua câu chuyện vừa rồi về copy trade và về đánh quỹ và về những cái con người khác nhau, thì mình nghĩ các bạn sẽ hiểu rõ thêm về cái nội dung, cái nội bộ như thế này. Và nên nhớ là nếu copy thì tốt nhất là nên có các bạn hợp đồng với những điều khoản rõ ràng, ràng buộc cho những cái việc là khi chúng ta thua lỗ chúng ta như thế nào và khi chúng ta thắng thì chúng ta sẽ như thế nào, đúng không ạ? Xin nhớ cái điều này của mình. Và một lần nữa, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình hôm nay. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Xin chào.